Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tình báo Mỹ, Trung Quốc che giấu độ bùng phát của virus để tích trữ thiết bị. Một tài liệu tình báo cho thấy các quan chức Mỹ tin rằng Trung Quốc đã che đậy mức độ bùng phát của virus corona cũng như mức độ lây nhiễm của căn bệnh nguy hiểm này để dự trữ vật tư y tế cần thiết cho việc ứng phó với đại dịch. Theo một báo cáo tình báo của Bộ An ninh Nội địa dài 4 trang đề vào ngày 1 tháng 5 mà Associated Press, hãng AP được xem, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cố tình che giấu sự nghiêm trọng của đại dịch với thế giới vào đầu tháng 1 năm 2020. Đây là hình ảnh một nhân viên đang dỡ lô hàng vật tư thiết bị y tế nhập khẩu từ Trung Quốc tại một sân bay ở Budapest. Tiết lộ được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường chỉ trích Trung Quốc với việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hôm 3 tháng 5 nói rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm cho sự lây lan của dịch bệnh và bị buộc phải chịu trách nhiệm về việc này. Trong khi đó, những người chỉ trích chính quyền Donald Trump lại cho rằng chính phủ đã ứng phó chậm và không đầy đủ trước đại dịch virus corona. Các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc rằng ông Trump đả kích Trung Quốc, một kẻ thù địa chính trị nhưng là đối tác thương mại quan trọng của Mỹ, nhằm đánh lạc hướng những lời chỉ trích ngay trong nước Mỹ. Báo cáo cũng nói rằng Trung Quốc đã không thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới biết rằng virus corona là một bệnh truyền nhiễm trong suốt tháng 1 để họ có thể đặt hàng vật tư y tế từ nước ngoài. Cũng theo báo cáo, việc nhập khẩu khẩu trang và áo bảo hộ cùng găng tay y tế của Trung Quốc tăng mạnh trong thời gian này. Những kết luận này dựa trên độ tin cậy 95% nói rằng sự thay đổi trong hành vi nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc không nằm trong phạm vi bình thường, theo báo cáo. Trung Quốc đã công báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về sự bùng phát của dịch vào ngày 31 tháng 12. Họ cũng đã liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 1 và công khai xác định nguồn bệnh này là một chủng virus corona mới vào ngày 8 tháng 1 năm 2020. Các quan chức Trung Quốc đã ngăn chặn các bác sĩ muốn cảnh báo sớm về virus này và liên tục hạ thấp nguy cơ bùng phát của đại dịch. Tuy nhiên, nhiều bước đi sai của chính phủ Trung Quốc dường như là do những rào cản quan liêu, sự kiểm soát chặt chẽ về thông tin cũng như việc các quan chức ngần ngại trong việc báo cáo tin xấu. Không có bằng chứng nào cho thấy đây là một âm mưu có chủ đích để mua vét hết các vật tư y tế trên thế giới. Trong một đăng tải trên trang Tweet vào hôm 3 tháng 5 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đổ lỗi cho các quan chức tình báo Mỹ vì đã không làm rõ sớm hơn mức độ nguy hiểm có thể có của sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh bên trong của chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi được cho là khởi đầu lây nhiễm của virus cúm corona chủng mới. Ông Trump trước đây đã suy đoán rằng Trung Quốc có thể đã để virus corona thoát ra do một sai lầm khủng khiếp nào đó. Các cơ quan tình báo của ông nói rằng họ vẫn đang xem xét quan điểm do Tổng thống và các phụ tá của ông đưa ra, trong đó cho rằng đại dịch có thể phát sinh từ một tai nạn tại phòng thí nghiệm tại Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của Mỹ cho rằng sự bùng phát dịch là do lỗi của Trung Quốc và chỉ ra nhiều sai lầm của các quan chức Mỹ trong cuộc chiến chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán này. Trung Quốc công khai thông báo rằng virus có thể lây truyền từ người sang người vào hôm 20 tháng 1 và Mỹ đã mất gần 2 tháng để chuẩn bị cho đại dịch. Trong đó, chính phủ Mỹ đã không thể cung cấp các dụng cụ y tế và triển khai các bộ dụng cụ xét nghiệm không đầy đủ. Khi công bố tài liệu 15 trang của Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn báo Úc Daily Telegram mô tả nó như một quả bom. Ngũ Nhãn là Liên minh Tình báo 5 nước cùng có Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada. Cáo buộc Trung Quốc đã che đậy thông tin về virus bằng cách bác bỏ khả năng virus corona chủng mới lây từ người sang người và bịt miệng các bác sĩ cảnh báo sớm, xóa bằng chứng trong phòng thí nghiệm và không chịu cung cấp mẫu sinh phẩm cho các nhà khoa học quốc tế nghiên cứu vaccine phòng bệnh này. Tài liệu được báo Úc công bố vào hôm 2 tháng 5 nhắc đến công việc của Thạch Chính Lệ, nhà nghiên cứu hàng đầu của Viện Virus học Vũ Hán. Vào năm 2013, bà Thạch và các đồng sự thu thập mẫu phân rơi móng ngựa từ một hang động ở tỉnh Vân Nam và sau này đã phát hiện nó chứa virus giống với COVID tới 96,2%. Đây là hình ảnh nhà virus học Thạch Chính Lệ tại một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán được chụp vào năm 2017. Nhóm này từng là tổng hợp ra một virus corona mới giống SARS để phân tích xem nó có thể truyền từ rơi sang động vật có vú khác hay không. Nghiên cứu được thực hiện cùng với Đại học Bắc California vào tháng 11 năm 2015, kết luận rằng virus có thể truyền trực tiếp từ rơi sang người
và không có cách điều trị. Nghiên cứu cũng thừa nhận độ nguy hiểm của công việc họ tiến hành. Cần phải cân nhắc giữa một bên là tiềm năng đi trước đón đầu những dịch bệnh trong tương lai với bên còn lại là nguy cơ tạo ra các mầm bệnh nguy hiểm hơn. Các nhà khoa học đã viết như vậy. Họ cho rằng để đánh giá khả năng lây sang người của virus corona, họ đã tạo ra một loại virus corona mới, trình tự gen được phân lập từ rơi móng ngựa Trung Quốc. Một trong các đồng tác giả với bà Thạch, giáo sư Parikh từ Đại học Bắc California nói trong cuộc phỏng vấn với Daily vào thời điểm đó như sau. Virus này rất dễ gây bệnh. Phác đồ điều trị đã được sử dụng để đối phó với SARS năm 2002 lẫn thuốc ZMapp chống Ebola đều không thể vô hiệu hóa được nó. Tháng 3 năm 2019, bà Thạch và các đồng sự công bố một đánh giá có tiêu đề Virus Corona trong loài rơi ở Trung Quốc trên tạp chí Y khoa Virus. Viết rằng họ nhắm đến mục tiêu dự đoán các điểm nóng virus và nguy hiểm lan truyền giữa các loài. Rất có khả năng dịch virus corona giống SARS hoặc MERS trong tương lai sẽ bắt nguồn từ rơi và nhiều khả năng xảy ra ở Trung Quốc, đánh giá có đoạn viết như vậy. Mỹ cũng đã dừng tài trợ cho các thí nghiệm gây tranh cãi có nguy cơ làm lây lan virus nguy hiểm vào tháng 10 năm 2014, lo ngại nó có thể dẫn đến các loại dịch bệnh toàn cầu. Tuy nhiên, họ nối lại tài trợ vào tháng 12 năm 2017. Đây là hình ảnh Viện Virus học Vũ Hán. Viện Virus học Vũ Hán đang là tâm điểm của nhiều nghi ngờ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Mỹ đang thúc đẩy giả thiết viêm phổi Vũ Hán đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm này. Cộng đồng tình báo Mỹ vào hôm 1 tháng 5 đã bác bỏ giả thiết viêm phổi Vũ Hán là virus nhân tạo hoặc bị biến đổi gen. Song cho biết họ đang xem xét khả năng virus corona thoát ra ngoài sau một sự cố tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Giới chuyên gia đánh giá khả năng này khó xảy ra nhưng không phải là không thể. Trong khi đó, Trung Quốc thì bác bỏ nghi vấn. Tờ báo Daily Telegraph chú ý đến việc Hoàng Diễm Linh, nhà nghiên cứu tại viện virus này đã biến mất. Có những tin đồn trên mạng xã hội của Trung Quốc rằng bà là người đầu tiên được chẩn đoán nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán và là bệnh nhân số 0. Tiểu sử và hình ảnh của bà đã bị xóa khỏi trang web của viện này. Vào ngày 16 tháng 2, Viện Virus học Vũ Hán bác bỏ thông tin Hoàng Diễm Linh là bệnh nhân số 0 và nói rằng bà vẫn sống khỏe nhưng không đưa ra bằng chứng. Tài liệu của Ngũ Nhãn còn báo cáo và cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin về tiên dịch. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2019, 5 ngày sau khi một người đàn ông liên quan đến chợ hải sản Hoa Nạ ở Vũ Hán có triệu chứng giống viêm phổi, vợ anh ta cũng mắc bệnh cho thấy có dấu hiệu virus lây từ người sang người. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, giới chức Trung Quốc bắt đầu kiểm duyệt tin tức về virus trên các công cụ tìm kiếm của nước này, xóa các thuật ngữ bao gồm biến thể SARS hoặc là chợ hải sản Vũ Hán và viêm phổi Vũ Hán bí ẩn. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, giới chức Vũ Hán đóng cửa và khử trùng chợ hải sản Hoa Nam, dù chưa tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào về nguồn gốc của virus. New York Times đưa tin rằng Trung Quốc không lấy mẫu từ động vật hay chuồng nhốt tại đây và cách đánh giá đây là hành vi xóa sạch mọi bằng chứng. Ủy ban Y tế Hồ Bắc vào ngày 2 tháng 1 ra lệnh cho các công ty nghiên cứu gen ngừng thử nghiệm virus mới và tiêu hủy tất cả các mẫu sinh phẩm. Một ngày sau, Ủy ban Y tế quốc gia yêu cầu tiêu hủy hoặc chuyển các mẫu bệnh phẩm COVID đến một cơ sở xét nghiệm được chỉ định, đồng thời ra chỉ thị không công bố thông tin về dịch. Và các bác sĩ lên tiếng về loại virus mới như ông Lý Văn Lượng bị khiển trách và bị coi là lan truyền tin đồn thất thiệt. Ngày 10 tháng 1, quan chức Trung Quốc nói rằng dịch đã được kiểm soát và người nhiễm chỉ có triệu chứng nhẹ. Hôm sau, một phòng thí nghiệm ở Thượng Hải chia sẻ trình tự gen với thế giới nhưng nó bị đóng cửa một ngày sau đó với lý do sửa chữa. Đây là hình ảnh một cuộc trao đổi của lãnh đạo Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn về vấn đề Huawei vào hôm 24 tháng 4 năm 2019. Ngũ Nhãn chỉ trích Trung Quốc ban đầu liên tục phủ nhận dịch. Mặc dù có bằng chứng virus lây từ người sang người vào đầu tháng 12 năm 2019, Trung Quốc đã bác bỏ cho đến ngày 20 tháng 1. Tài liệu có đoạn viết, Tổ chức Y tế Thế giới cũng làm vậy mặc dù các quan chức Đài Loan đã bày tỏ sự lo ngại virus lây từ người sang người từ ngày 31 tháng 12 năm 2019. Các chuyên gia Hồng Kông đưa ra cảnh báo tương tự vào ngày 4 tháng 1. Ngày 24 tháng 1, các quan chức ở Bắc Kinh ngăn tổ chức VIM chia sẻ các mẫu phân lập virus với Đại học Texas. Vào ngày 6 tháng 2, cơ quan giám sát mạng Trung Quốc tiếp tục thắt chặt kiểm soát chủ đề dịch bệnh trên các mạng xã hội. Ngũ Nhãn đã nhấn mạnh nghịch lý khi giới Bắc Kinh ra lệnh cấm người dân đi lại trong nước
nhưng lại lên án động thái cấm người Trung Quốc nhập cảnh của Australia và Mỹ. Hàng triệu người rời Vũ Hán sau khi dịch bùng phát, và trước khi Vũ Hán bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 1, hàng nghìn người bay ra nước ngoài trong suốt 2 tháng. Bắc Kinh yêu cầu Mỹ, Ý, Ấn Độ, Úc, Đông Nam Á và nhiều nước khác không áp dụng hạn chế đi lại với công dân nước này, mặc dù chính Trung Quốc đã áp dụng đặt các hạn chế nghiêm ngặt trong nước. Tình báo năm nước cũng cho rằng hành động của Bắc Kinh gây nguy hiểm cho các nước khác và không khác gì đòn công kích vào sự minh bạch quốc tế. Khi các nhà ngoại giao châu Âu chuẩn bị một báo cáo về đại dịch, Trung Quốc đã gây áp lực với Bruxelles Bỉ để loại bỏ ngôn từ chỉ trích Trung Quốc nói dối về cúm Vũ Hán như chẳng hạn. Khi Australia, Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về dịch, Trung Quốc đe dọa sẽ tẩy chay thương mại. Họ cũng phản ứng dữ dội với những lời kêu gọi minh bạch của Mỹ. Tài liệu có đoạn viết như vậy. Thực tế, tình báo Mỹ chưa xác nhận về sự tồn tại của tài liệu 15 trang nói trên, nhưng một số quan chức cấp cao nước này nói với Fox News, báo cáo đó phù hợp với quan điểm của tình báo Mỹ rằng Trung Quốc biết được việc COVID-19 lây từ người sang người sớm hơn những gì họ thông báo, rằng họ biết chủng virus này lây lan mạnh hơn những gì nước này tuyên bố với cộng đồng quốc tế trong những tuần đầu tiên của dịch bệnh bùng phát. Tờ báo của Trung Quốc Global Times đã chỉ trích gay gắt tờ báo Daily Telegraph sau khi họ đăng thông tin về tài liệu của Ngũ Nhãn. Họ dẫn lời của Lý Hải Đông, giáo viên, giáo sư Viện Quan hệ Quốc tế của Đại học Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng truyền thông Úc tung tin về một tài liệu không được kiểm chứng để bôi nhọ Trung Quốc. Đây là hành vi thiếu tính chuyên nghiệp và khách quan của báo chí. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay sau khi tài liệu này được thực sự tồn tại, Liên minh Ngũ Nhãn được thành lập để phục vụ mục đích chính trị của năm quốc gia. Báo cáo điều tra của họ chỉ áp dụng như nhu cầu chính trị của họ thay vì sự thật khoa học. Lý nói thêm như vậy. Và một số đơn vị truyền thông và chính trị gia Úc đã không còn xem xét một cách độc lập lợi ích chung của đất nước mà áp dụng cách tiếp cận do Mỹ dẫn đầu để bôi nhọ Trung Quốc về cúm Vũ Hán. Họ làm cách tổn thương tình bạn sâu sắc và lợi ích chung đã gắn kết từ lâu giữa hai đất nước. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Tình báo và An ninh Úc Andre Hastis thì cho rằng thế giới cần minh bạch và phải tổ chức một cuộc điều tra. Vị quan chức này nói tiếp, rất nhiều người Úc đã chịu thiệt do cách hành xử tồi tệ của chính phủ Trung Quốc. Nếu Úc và Trung Quốc thật sự thân thiết như Bắc Kinh nói, chúng ta cần câu trả lời về việc tất cả bắt đầu như thế nào, ông cho hay. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3 tháng 5 cho biết, ông tin rằng có thể có tới 100.000 người Mỹ sẽ tử vong trong đại dịch virus corona, sau khi số người chết vượt qua ước tính trước đó của ông. Nhưng ông tin chắc rằng một loại vaccine sẽ được tìm và phát triển xong vào cuối năm nay. Chúng ta sẽ mất đi khoảng 75.000, 80.000 cho đến 100.000 người. Đó là một điều kinh khủng. Ông Trump đã nói như vậy. Trước đó vào hôm 1 tháng 5, vị Tổng thống đương nhiệm cho rằng ông hy vọng số người Mỹ chết sẽ ít hơn 100.000 người. Và trước đó, trong tuần, ông đề cập đến khoảng 60 đến 70.000 người có thể sẽ tử vong. Khoảng một nửa số các bang hiện đã dỡ bỏ lệnh và một phần các hạn chế đóng cửa vì số ca mắc mới của cúm Vũ Hán đã bắt đầu giảm hoặc chững lại trong lúc người dân cũng muốn được giảm bớt những hạn chế đã khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng khó khăn. Trong một đánh giá mâu thuẫn với một số chuyên gia y tế công cộng, ông Trump nói ông tin rằng một loại vaccine chống cúm Vũ Hán sẽ có vào cuối năm nay. Nhiều chuyên gia y tế, bao gồm bác sĩ Antonio Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia, đã thận trọng cho rằng một loại vaccine có thể có trong vòng 1 đến 1 năm rưỡi nữa. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020 với bản tin Tình báo Mỹ, Trung Quốc che giấu sự bùng phát của virus để tích trữ thiết bị. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de